luật sư Trần Nhật Thăng, rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SET và quay trở lại với chương trình Di trú và Lao động của Hoa Kỳ. Và trở lại với lại đề tài tuần này, đó chính là xoay quanh một dự luật có tên gọi là American Dream and Promise Act của chính phủ Joe Biden đưa ra. Thì chúng ta cũng phải hỏi thêm những giấy tờ nào mà một người cần phải chuẩn bị để mà ghi danh cho đạo luật này thưa anh? Tại vì mình phải chứng minh là mình ở nước Mỹ, thì tức là mình phải có những cái giấy tờ mình chứng minh. Có thể là một cái ID. Cái này thì cũng là mình cũng hơi có khó khăn là do những người có nhiều, thường thường những người bất hợp pháp người ta không xin ID được. Nhưng mà chắc có thể người ta sẽ vượt qua cái trở ngại bằng cách là có những cái affidavit và những mình có những cái transaction mình mua cái gì đó. Ngày hôm đó tôi đã ở nước Mỹ rồi. Từ trước đó và đây là cái địa chỉ hiện thời của tôi. Rồi luôn luôn lúc nào mình cũng phải có cái khai sinh. Nếu mà không có khai sinh thì mình phải liên lạc về bên những nam dâu đi, thì liên lạc về những nước đó, nói thân nhân mình gửi cái certified copy, tức là cái bản chính của cái khai sinh. Rồi nếu mà mình là đi làm thì sẽ có những cái chứng từ để mình đi làm. Mình có đóng thuế, có những chỗ đó có nhiều người mẹ tôi thấy có tới 3-4 cái social security number và người ta làm, người ta có đóng thuế đàng hoàng. Thì nếu mà làm việc theo sở di trú đó mà làm việc mà không có được sở di trú cho phép, tại vì mình không phải là cư dân hợp pháp ở đây á, thì đó là một cái tội. Nhưng mà có thể người ta trong trường hợp này người ta sẽ bỏ qua, miễn trừ cho. Nói chung là những cái gì mà người ta đòi hỏi mình á, về từ vấn đề residence hay là vấn đề mình học đi, thì sẽ có những cái chứng chỉ mình đi học không? Đó là mình, thí dụ mình tốt nghiệp trung học rồi thì mình sẽ được. Nói chung là cần phải có những cái giấy tờ để chứng minh là mình đã ở Hoa Kỳ này trước cái ngày 1 tháng 1 năm 2021. Và về học vấn thì mình có những cái trans học bạ. Nó liên quan đến lại trung học, giống như là bằng tú tài mà lúc nãy anh vừa nhắc. Rồi, có thêm một cái câu hỏi mà của khán giả thì như sau: trong trường hợp tôi có người nhà bị trục xuất thì họ có quyền xin giấy phép miễn trừ ở nước ngoài hay không? Người nhà bị trục xuất, cái câu hỏi này nó hơi mơ hồ một chút. Nhưng mà trục xuất là vì lý do gì? Thí dụ mình người này đã có thẻ xanh, khi mà nói là bị trục xuất mình phải phân biệt một chút. Bị trục xuất đây có nghĩa rằng á, theo tôi hiểu, tức là người này đã ra tòa rồi. Và tòa có cái phán quyết là trục xuất người này khỏi nước Mỹ vì một lý do nào đó người ta chưa đi được. Hay là có những người luôn, có những người mà từ bên China cũng tôi cũng biết là qua đây là sống là toàn là làm những điều gian dối không à. Thì bị trục xuất nhưng mà bên China không nhận. Cũng như có một số người Việt Nam ở đây vì lúc trước phạm những tội hình sự mà theo với Mỹ là nặng đó. Thì ta bị trục xuất, có án định của tòa trục xuất, Việt Nam không nhận. Còn tại nếu như mà bị trục xuất vì vấn đề là nhập cảnh trái phép thì như thế nào anh? Nếu mà nhập cảnh trái phép thì có những cái đường mình lách như thế nào đó. Nhưng mà nó hơi dài dòng lắm cho nên là người ta cần phải liên lạc với người luật sư để hỏi là bị nhập cảnh trái phép như thế nào và bị ví dụ như bị ICE, tức là cái cơ quan nó gọi là Immigration Customs Enforcement, người ta bắt. Thì có một số người là người ta xin đóng tiền bail mà đi ra, rồi ở ngoài mình mới tìm cái cách mà mình giữ người ta lại được, có thể. Không, cho tới nếu mà ở cái giai đoạn này thì mình không biết là cái người này sẽ được cái gì. Mình phải nói chuyện trực tiếp với lại cái người đó, rồi thân nhân người đó, mình mới hiểu được là trong trường hợp này có cách nào thoát được hay không. Và cũng thêm một trường hợp nữa thì họ hỏi là nếu như đủ điều kiện, hội đủ điều kiện để mà tham gia vào trong dự luật này thì có quyền đi làm bình thường giống như là một công dân bình thường ở ngay tại Hoa Kỳ hay không thưa anh? Được. Được. Tại vì khi mình nộp đơn á, và người ta chuẩn thuận, mình có hội đủ các điều kiện. Dĩ nhiên là mình nộp đơn phải có người ta có thời gian người ta xét. Thì không, với cái số người như vậy đó thì mình không biết là sẽ bao lâu người ta mới xét xong. Nhưng mà khi mà người ta xét, người ta đồng ý á, là mình được cái này nó gọi là conditional đó, residence, thì là người ta cấp cho mình cái giấy phép đi làm, mình gọi là work permit, thì mình vẫn đi làm và bắt buộc là đóng thuế, vẫn buộc đóng thuế. Vậy với cái tình trạng mà conditional resident như vậy thì họ có quyền đi du lịch, đi sang nước này nước khác hay là trong cái khoảng thời gian 10 năm đó bắt buộc là cứ phải ở Hoa Kỳ không?
Conditional residence thì cũng như bao nhiêu cái trường hợp mà conditional residence khác là người ta có phép. Cái thẻ mà người ta cấp thì mình chưa biết đến lúc như thế nào. Những người mà qua đây theo dạng chồng bảo lãnh hay là qua đây rồi mới xin thẻ xanh thì conditional green card nó có đề. Có những cái code mà nhìn mình biết. Cái code của những người mà được conditional green card mà ở đây đó thì nó gọi là CR6. Những người mà từ Việt Nam qua là CR1. Thì những người đó đều được được phép đi trở về Việt Nam cả. Thì tôi nghĩ là những người này, những người mà được theo cái chương trình này là cũng là conditional đó đó, thì sẽ được phép đi đi ra khỏi nước và đi vào. Tại vì nhưng mà cái thẻ như thế nào thì mình chưa biết. Và cũng câu hỏi kế tiếp là sau khi mà có được cái CPR là Conditional Permanent Resident rồi thì phải đợi trong vòng bao lâu thì mới trở thành công dân chính thức của Hoa Kỳ thưa anh? Conditional Residence thì là 10 năm. Sau 10 năm mình chứng tỏ là mình là người công dân đàng hoàng, không mắc tiền án, hội đủ các điều kiện như là có những cái bằng có bằng tú tài, hoặc là cao hơn nữa là cử nhân, hoặc thêm một cái yếu tố nó thiếu là mình gia nhập trong quân đội Mỹ. Chắc là trời hy sinh cái tính mạng của mình mà. Thì người ta sẽ cho mình được vô thường trú. Mà thường trú đó thì cái thời gian cũng như bao nhiêu người khác là phải 5 năm. 5 năm từ được lúc mà được là conditional residence chính thức. Thì mình như vậy là tổng, nếu mà tính tổng cộng như vậy là khoảng chừng 15 năm. 15 năm. 15 năm đóng thuế cho Uncle Sam cho nhiều đi và đừng có phạm tội. Thì trở thành công dân chính thức. Công dân. Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng đã hết thời gian. Hy vọng là với sự giải thích của luật sư Trần Nhật Thăng vừa rồi, quý vị hiểu thêm về những dự luật mới của Hoa Kỳ trong thời điểm năm 2021. Nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào thì quý vị có thể comment, bình luận ở dưới mỗi video trên YouTube của đài tại Sài Gòn Entertainment Television. Về trường hợp cá nhân về hồ sơ bảo lãnh thì Hồng Tứ sẽ lựa chọn những câu hỏi này để mà đặt câu hỏi đến với lại luật sư Trần Nhật Thăng trong những chương trình lần tới. Đến đây thì chương trình cũng đã hết thời gian. Một lần nữa, một website mà quý vị có thể vào để tham khảo đó chính là vivaconsulting.vn. Hồng Tứ và luật sư Trần Nhật Thăng xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.